gần hải hữu nhưng mà nó tránh các bác ạ. Đang ấy mà chị. Dở chứ gì mở cửa chưa? Phóng viên đông quá trời các bạn ơi. Phóng viên không. Quá trời phóng viên. Đây, phóng viên chuẩn bị quay phim chụp hình. Giờ là không tỏ rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây đâu, bệnh viện chuẩn bị mở cửa nè. Đây, phóng viên đang chờ. Có xe không? Mình vậy là quá trời rồi. Rồi đây cánh cửa mở ra rồi các bạn ơi. Rồi trong đó thấy vỗ tay không? Đó, thời tiết không được. Thấy người đẹp nhé. Rồi duyên đông quá trời luôn nè. Chưa mở cửa cho vẫn chưa dỡ cái bảng này. Đây mở cửa rồi. Rồi đó, rồi mở cửa. Rồi, các bảo vệ. Quay. Rồi, mở cửa rồi các bạn ơi. Đây. Để không bị nữa. Anh ơi, bò bệt cái bàn nó bên đây cho bò nó chụp hình cái đó, anh để nó chụp được. Bò bệt bên đây này. Rồi, phóng viên yêu cầu bảo vệ bỏ bảng ra cho mọi người chụp hình. Ôi, mọi người thấy không? Phóng viên đông quá trời đông. Rồi bệnh viện C mở cửa rồi nha các bạn nha. Ngày mai ai có đến khám bệnh thì khám bệnh nha. Họ vừa cách ly 14 ngày. Hôm nay là vừa đủ 14 ngày. Ngày mai ai đi khám bệnh thì khám nha. Không, chưa có người đi về. Khóc quá. Mừng quá, có nhiều người khóc trong đó. Vẫn chưa thấy được. Vẫn chưa mở là đây. Zoom lên hơi mờ nha các bạn. Rồi, đây. Đó mở xong đóng lại, đóng đâu đó. Trong mới chụp ra rồi ngồi đi chụp vô nữa. Chờ vô. Mà, ủa không dỡ cái cổng này là. Chụp rồi chứ. Nhưng mà người ta lấy cái điện này. Anh tránh tại chỗ rồi. Nhưng mà người ta lấy cho tao bắn rồi. Chụp mấy cái đây cho mọi người. Bắn mấy cái này. Không chờ nè. Em đưa lên một hang đó rồi đó. Không chưa? Đạp béo quá. Không chưa? Đưa lên. Đưa lên đi. Không phải mở cổng này chứ nhỉ? Phải tay đi thang. Tay hú đi. Rồi bác sĩ đứng trước cổng bệnh viện. Đọt rất là lòng. Đúng rồi. Bác sĩ trong đó phải tôi chào rồi. Chào đó đúng rồi. Nhờ tắt âm thanh đi nghe. Đây vẫn chưa có mở cái cổng này đâu. Vâng thưa quý vị, chúng ta đang
rất là đông người đón cái này giống như giao thừa các bạn ơi. Rất đông người, không chỉ là anh em bất chiến. Rất là đông người, giống như giống như giao thừa luôn. Ồ, quay phim. Rất là nhiều người quay phim. Đây là thời khắc lịch sử của Đà Nẵng. Báo nhà đi hiểu. Hả? Rồi các bạn, nhiều người rất là đón đông nhưng mà vẫn chưa được mở cái cổng ngay cái chỗ trên đường Ngô Gia Tự nha các bạn. Không biết lý do tại sao. Lý do tại sao? Cái là bác sĩ bây giờ bác số bác kiểm điểm là mấy người kia. Hôm nay ồn ào quá. Vẫn chưa thấy người về. Bên ngoài rất là nhiều người chụp hình và vẫn chưa thấy người về. Đây, bên trong. Đó, các bác sĩ ở bên trong mà nhưng mà vẫn chưa thấy ai về. Đây, thời khắc này rất là mừng nha các bạn. Các bác sĩ đưa sao chưa thấy mở cửa ta? Ôi, mọi người đang ở trong đó. Vẫn chưa ra. Còn chưa thấy ai đi về. Hôm nay là đủ 14 ngày cách ly. Thì bệnh viện C đều được dỡ thành phong tỏa. Theo dự kiến thì ngày mai thì sẽ mọi người sẽ đi khám bệnh lại bình thường. Vẫn chưa được mở cái cổng phía ngoài nha các bạn. Cái cổng phía ngoài trên đường Ngô Gia Tự là vẫn còn đang phong tỏa. Chỉ có mở cổng bệnh viện xe thôi. Thì mở như anh vẫy là người ta vẫy lại thôi. Này, ra trước cổng luôn á, ra ngoài cổng luôn này. Ra ngoài cổng số 1 á, đừng vẫy xí ông vô chứ đâu. Ủa rồi mở như vậy rồi sao mà mày không mua vé đấy. Mới như vậy đâu, vài bữa mai người ta đi khám bệnh sao ta? Đây, bên đây là lực lượng chức năng. Đó. Còn bên đây là rất đông các anh phóng viên nhà báo, anh chị phóng viên nhà báo rất đông. Đây các bạn ạ. Vẫn chưa thấy gì à. Thời khắc đó còn mừng. Con Đà Nẵng sẽ qua hết dịch. Đây là một bước đầu mới để Đà Nẵng ấy. Nhưng mà các bạn cũng nhớ là Đà Nẵng có con dịch và các bạn vẫn ra đường vẫn phải nhớ mang khẩu trang và thực hiện lệnh giãn cách. Anh nghe thấy là cửa này không mở đúng không anh? Dạ. Ủa còn người vô khám bệnh sao vô khám anh?
À, còn chưa có lệnh gió này. Rồi bệnh viện xe được mở rồi, nhưng mà cái cổng này đây nè, cái giải phân cách ở phía bên này là vẫn chưa được mở, chắc có lẽ là ngày mai được mở thôi. Cái này mọi người vẫn đứng bên ngoài như thế này để chụp hình vào bên trong. Đây bên trong là như thế này. Rồi một xe, à xe này là xe không biết, chắc của giám đốc bệnh viện có gắn đèn ưu tiên. Họ ra chưa? Họ chuẩn bị đi ra kìa. Rồi đó, bắt đầu bác sĩ đi ra. Rồi mọi người đi ra kìa. Rồi. Rồi bác sĩ ra được đi ra ngoài đó. Rồi đó đó. Rồi đây. Bệnh viện xe đây mọi người. Đó bệnh viện. Rồi người đi ra đó. Rồi. Rồi mọi người đi ra. Đây rất là vui mừng. Y bác sĩ ra đứng trước cho mình bên xe để chụp hình nè các bạn. Họ rất vui mừng về thời khắc này. Đó, họ đứng chào các phóng viên nè các bạn. Rồi, một đoàn khác ra chụp hình tiếp. Giận nhau quá. Không có cái chỗ năng sáng không ta? Không có hả? Đấy, trái của hết rồi. Ủa sao không thấy ai đi về ta? Anh nghĩ là được rồi. Được. Làm sao con đêm? Đang ơi. À. Chụp không nãy giờ không quay á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.